Mình chào anh em nha. Thì hôm nay mình chia sẻ cho anh em cách làm cầu dao đảo từ cái CB nha. Để mà giống như anh em muốn muốn chế điện mặt trời nè, hoặc là máy phát nè. Đó thì dùng một cái CB nhưng mà chỉ có cái dòng Panasonic mới xài được nha. Tại vì nó nằm Panasonic là nó nằm ở giữa nè. Còn mấy dòng CB khác đó, giống như mấy dòng này nè. Mấy dòng này không làm được là do là biết sao, cái CB cái này nó nằm ở giữa, nằm cuối nè. Có nằm có cái nằm ở trên đây thì không làm được đó, giống như cái này không làm được nha, chỉ có dòng Panasonic nha mới làm được. Panasonic nằm ở giữa nha. Thì bây giờ mình chia sẻ cho anh em. Trước tiên anh em muốn đảo thì anh em một là CB 4 cực, hai là CB 2 cực, hoặc là anh em lấy hai cái CB tép anh làm, anh em làm cũng được nha. Nhưng mà đây mình có cái CB cũ này, mình tận dụng cái này nó không có hư mà nó bị ấy thôi, mình lấy mình làm mẫu cho anh em coi nha. Anh em lấy cái bộ khóa chừng 42. Anh em lấy cái bộ 42, anh em khoan mấy cái chốt này ra nè. Mấy chốt này là tốt quá. Mấy cái mũi này của mình nó mòn hết rồi. Nếu mà anh em ra mua hai cái CB đơn đó, anh em làm nó nhanh hơn nha. Sau anh em nhớ là phải cầu nó lại với nhau nha. Cái cổ khoan mình nó mòn.
anh em ở đây nó có mấy cái ấy thì anh em bỏ đi. Rồi bây giờ nha anh em nè, nãy là nó như thế này đúng không, nãy đây nãy là như thế này, thì bây giờ anh em đảo lại nha. Đây mình phải rút cái trò. Đó. Không được giờ gắn như thế này đi. Mình cái này nó vướng mấy cái này đi. Đây. Rồi bây giờ mình làm mẫu cho anh em nha. Đây. Bây giờ nè. Đấy, nãy là như thế này đúng không anh em? Đây nãy là như thế này nè. Nãy là như thế này thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đảo đầu lại nè, như thế này nè. Đó là một cái chạy thuận, cái chạy nghịch, mở cái này thì tắt cái kia. Đó rồi anh em á, kiếm mấy cái kia anh em bắt lại nha. Nè đó anh em thấy không, bây giờ là mở cái này là thuận tắt cái kia. Đây để mình đo cho anh em coi nha. Để mình đo cho anh em. Đây bây giờ cái này nè, anh em thấy không, đồng hồ lên. Để bây giờ mình chỉ chế độ bút nè, anh em nhìn nè nha. Cái này không có nha, không có nha, tắt xuống thì đóng máy lưới hoặc là đóng phát nè. Giờ có nè, đó anh em thấy không, bên đây mắc mất nè. Đó rất là tiện nha anh em, làm như nè, một cái CB thuận, cái CB nghịch thì anh em để cái này thuận lên, anh em cho cái này nghịch lại. Đó nhanh nhất là anh em ra mua hai cái CB đơn, hoặc là nếu anh em mà xài cô giả đôi á, thì anh em kiếm 4 cái nha. Kiếm 4 cái hoặc là anh em có thể khoan một cây chốt nè. Đây nè. Nếu anh em mấy anh em khoan một cây chốt, giả sử như mà nó không có thì anh em khoan một cây chốt xuyên qua. Thì anh em sẽ là chống trường hợp là hai cái cần mở lúc. Đây nè, giống như anh em nè, mình để như thế này là chống cùng mở lúc nè. Đó. Khá là hữu nghị nha anh em, khá là tốt nha. Đó. Mở xuống là dương nè. Để mình quay cho anh em coi nha. Hiện tại cái này là dương nè. Cái này không có nè. Bây giờ đặt mở lên nè. Mở lên thì cái này có nè. Cái này không có nè. Đó, em thấy không? Đó, thì mình chia sẻ cho anh em. Thay vì anh em mới xài một cái cầu dạo đảo này á, nó rất là bất tiện. Thì mình xài cái này mình bỏ ở trong cái tủ điện luôn nha. Mình có thể này, mình có thể bỏ cái này ở trong cái tủ này luôn. Đó, ở đây mình xài. Đó, rất là tiện nha. Đó, mất công mình xài cái này nó rất là tốn kém nữa. Và trong khi đó anh em có cái này anh em tận dụng lại. Nhưng mà mình nói trước là chỉ có CB Panasonic mới xài được thôi nha. Đó. Rồi. Chào mọi người.